Chào cả nhà nhá. Hôm nay đang mưa gió này cả nhà. Trời trời mưa gió này xuống lại quay cho cả nhà cây cà gai, cái đu đủ. Đấy, đây cây đu đủ được xuống dưới trang trại nhà Bùi Tôn. Làm tí thịt chó chia sẻ cả nhà cái cho xem mưa quá cả nhà. Đây mình đang chia sẻ này, đang đứng lâu như đây nghe cây cối tốt tùm. Đây cây hoa đu đủ được này, mình hay vật ở đây này. Cứ nên tốt biển lại vật, nên tốt biển lại vật. Đấy. À, đang mưa có to quá cả nhà. Xuống đây lại làm cái video chia sẻ cả nhà xem nhá. Này, làm bữa ấy bà cô đi mua ít thịt chó để anh em ngồi ăn cho nó vui mưa gió này. Đây cả nhà. Mưa gió thì ăn thịt chó thì không còn gì bằng nữa. Nhưng mà vừa cô điện về là không có tiết canh. Và thịt chó tiết canh nhưng mà không có. Cả nhà. Đây là cây cà gai nhá. Hôm nay mình quay chi tiết này. Đây. Đây là cây cà gai, cà gai, cà dại. Đấy, này mình hay ăn, hay xuống đây lấy ăn này, đây, quả này. Đấy. Rồi. Đây, quay chi tiết cho cả nhà. Nhiều bạn cứ hỏi bạn thấy cây cà gai nó như nào đây này. Đấy. Quả đây mà hoa ở đây. Đấy, lá nó đây. Đấy. Mặt trước, mặt sau. Đấy, chia sẻ đấy. Quả rất nhiều. Đấy. Mưa. Này mưa quá cả nhà. Đấy. Đây, ao chuông nhà chú này, hôm nay mưa này, vừa cho cá nó im rồi, không nó quẫy không mùm. Té một xe bèo xuống rồi trắng ao rồi, coi như là không có dấu vết gì nữa. Cả nhà thấy không? Rất rộng bao nà. Hết vịt rời rồi. Này, không chăm được cầm chuột, nếu mà chăm được lại thả mấy chục con nữa lại tha hồ ăn, nhưng mà không chăm được cả nhà. Đây. Bụi ớt to tướng, mưa cái là cây cốt kia tôi u tùm rồi. Đây là cây dừa. Đặc trưng cây dừa. Cây dừa là phải miền Nam cả nhà, nó đúng bài. Bụi sai chưa? Díu chạm đất này. Phải chống gậy. Chống cành. Ớt có tí mưa cái tốt luôn. Chính tỏ là ớt này là cứ bảo nó không có quả, hóa ra là nó không có mưa cả nhà. Đấy, bưởi sai díu luôn. Chạm đất. Đây là cái bưởi trước cửa nhà. Nhiều lắm. Bưởi này là bưởi ngọt đấy. Mới dòng được mấy cây mít thế này. Cái này sang năm lại đầy quả ngay mà. Đấy. Rất tốt. Cái dừa kia bây giờ mới đang báo quả. Bao năm nay nhưng nó không hợp chắc nó không hợp đất. Ớt hoa hồng. Chia sẻ cả nhà đấy, cuộc sống nông thôn. Đây là dưới trang trại nhá. Làm ăn kinh tế phải xuống đây, nó có khu vực của nó mà. Chồng này chú bận, chú đi làm nó không có, chú lại xuống cái ao dưới kìa. Đánh bát quái để đánh ba bảy biết đấy, là dưới đây này mình chia sẻ cả nhà nhé. Ba ở mình tất nhiên ở đâu cũng thế đâu, là không có đâu bây giờ thời buổi giờ, nhưng ở cái khu trang trại này này chỉ có những cái nhà trang trại với nhau đâu, vườn rộng ao thưa đấy, rất nhiều, nhưng mà không có một ai đi vào đây để đánh bắt cá được cả, kích thước là không có đấy, như thế nó như kiểu của gia đình nhà người ta. Sai chưa này cả nhà, bưởi này bưởi ngọt đấy, cây này cây bưởi ngọt rất sai. Chỗ kia có cây hoa đu đủ được nữa, mình hay ăn ngoài kia cả. Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Thôi mình cứ chia sẻ cả nhà đấy nhá. Cuộc sống nông thôn nó mình cứ chia sẻ vậy. Bây giờ chờ cô đi mua thịt chó về là mấy ông con anh em lại mưa gió này ngồi tập trung ăn cho nó vui. Đấy. Bữa ăn cơm gia đình hàng ngày. Đó. Vẫn đang mưa cả nhà thấy không? Đang mưa to tướng. Đấy. Hôm nay có xếp tổng xuống chơi. Đấy, xin chào ấy. Xếp tổng hôm nay xuống xin chào ấy. Hôm nay xếp tổng xuống tham quan dài mưa. Xin chào. Chào nhá, hôm nay làm tí gỏi.
Gọi bác cứ nói thịt chó. Bác suốt ngày bác mê gọi gọi câu này, bác hỏi bác chào câu này là lại sóc ốc chú Xuân rồi như này. Đấy. Chú Xuân bảo đâu nào lắng, anh em cứ ngóng chú Xuân bảo là lắng làm bữa gỏi, bác Phở đang chào câu đấy là chú Xuân phải lưu ý đấy nhá. Anh nhé. Thằng kia. Chờ cô nó đi mua thịt chó về đây, ông con lại ngồi nai dai dày mưa này làm tí nhâm nhi nhá cả nhà nhá. Và bữa mình lại chia sẻ tiếp. Đấy, vừa vừa nói đã đây rồi. Ô, chào cả nhà nhá. Đấy. Gặp ngày mưa quán nào cũng tình gặp các công an với cả gặp các sếp đi ăn cứ buồn. Hôm nay bọn nó thì cứ tập trung các ban ngành, thế tiết canh chó là không có à? Tiết canh chó không có. Đấy. Này, cô nó mua đồ chín về. Đang bảo cô nó đang bảo đi mua hôm nay gặp toàn công an với các ban ngành. Bọn nó ăn thì khiếp rồi, bọn đấy nó ăn thì dã man lắm. Nó không như dân đen mình đâu, nó sẵn tiền. Chào cả nhà nhá. Sướng trang trại thằng em này nghiên cứu mồi nhậu nhà cho vui đấy, cá rưỡi cứ rào rào thế cả nhà. Đấy đấy này có hai con ba ba to tướng này, thấy chưa, nếu cả nhà nhìn thì có rõ không nhỉ? Đấy đấy đấy, hai con đấy. Ui, nó không nét mấy nhỉ. Đấy cả nhà nhìn thấy chưa, to chưa, con này phải hơn một cân. Đấy cả nhà, to chưa? Hai con. Bỏ cái này. Cả nhà nhá, thế là xong này, bún thịt chó này, đậu rán này, mắm tôm này, rượu này, nước bún để ăn bún chó, keng. Rồi, mời ông nhá. Hôm nay sếp tổng xuống thăm trang trại. Chẳng có gì làm tí thịt chó để chiêu để tiếp đón sếp tổng. Ấy da. Đậu chấm mắm tôm này. Đậu chấm mắm tôm à? Ôi đúng bài đậu chấm mắm tôm. Ông ơi ăn đi thôi. Đây là thịt chó. Thịt cầy. Đúng là đậu chấm mắm tôm là đúng. Đậu chấm mắm tôm là đúng phải đạo rồi nữa đâu. Ui giời. Có mỗi một mình anh mình có mỗi một mình ăn bột canh. Đấy. Đây này, đây rau cỏ các kiểu này. Sung xiết các kiểu có hết. Đây thôi bắt đầu mình lại có mỗi mình ăn bột canh ớt muối ớt của mình đây. Đây mình sẽ dầm ớt vào đây nhá. Mỗi mình nặng nỏi quá. Cánh chim cô đơn giữa biển người. Là cái lúc người ta về mua đấy, thì giá còn nốt. Ba nước chấm của biển đây thần thánh nha. Đây, mời cả nhà nha. Rồi chó chấm với lại muối ớt. Bây giờ ai À, chú Khoa thì vi một miếng này, đấy thằng chấm mắm tôm à, đấy. Không con chó này nạt đấy, tí nữa về cạo ria đi nha, đụng hàng với tôi đấy, dâu ria đụng hàng, chặt luôn cả miếng, đụng hàng, đấy. Mua đua nhau quấn ná mờ chấm thịt chó dầm bát mắm tôm quánh sầu bọt này khiếp người. Không mắm quánh này, bông này. Mắm này được đấy, ngon đấy. À quán mắm của quán đâu phải đơn giản. Mời cả nhà đi. Không bây giờ tiền mà mua mắm thôi. Thế ăn muối à? Em ăn muối mình. Thế chấm lại cay à? Ôi cay khiếp. Ăn riêng ba này. Sao mà ăn nắm muối thế? Ăn chanh đấy. Thế chua chua nó mới ngon. Ăn nắm chanh. Đây Luân sang ngồi bên đây Luân ơi. Mà sang ngồi bên đây. Thịt chó nó phải mua chuyên dụng của nó. Ô, nó mua hàng can 20 lít một ở cái quán đấy. Nó không giống như ở chợ là mắm mới vẫn hòa ra ăn canh của mẹ. Đừng mua ở đấy. À, uống riêng với chú Khoa cái. Cái hàng cái nhà nâu nóng không gặp nhỉ. 50 hay 100 cho đọc. Tất ui giời. Ui giời, khiếp lắm. Ghen chưa chứ. Tất. Dọa chú Khoa thế mà chú tất. thằng cháu gấp đấy. Đấy, sếp này bây giờ đi học mới về. Đây là phó sếp nhọn. À. Đang học sinh cấp 2. Cấp 2 cấp 3 nhỉ, bác quên nhỉ? Đặng cấp 2 à? Bác từ mới cấp 3 rồi. Cấp 3 phải là cuối. Mà gặp bác Biển bác hay hỏi xoáy lắm xoay lắm. À, lớp 9 là hết cấp 2. Lớp 9. Tiếp cho trường nó gặp thấy mày với thằng Lai ở Quế đây. À, làm căn cước công dân.
À, làm căn cước công dân à? À, phải ra tận cuối huyện làm căn cước công dân à? Chứ có làm ở xã mà. Rồi, nhưng bây giờ phải ra đấy hết rồi, bây giờ không còn ở xã nữa đâu. Chẳng cần ship. Tôi kèng này, ở xa xíu nha. Tôi làm rồi, cậu không đưa cho kệ. Thật. Không có thì cứ gọi đây loa là chúng tôi đưa sang chúng tôi lấy. Nhưng mà nó có xã có bảo thế đâu, nhưng mà đây là mấy cái bọn cò ở ngoài ấy, nó ngồi cái đầu hay á. Nghĩa là sao mình đăng ký được còn ông đấy, như thế. Tôi không còn biết. Đưa thì tôi lấy, không có tội không cần thiết. Số huyện cũng có số lưu. Nhỏ trên máy tính. Nêu bao nhiêu ông nào đi lính mất. Ôi rồi chó luôn đã ăn hết của bác rồi à? Thế. Thế ông mua có mấy miếng rồi ấy nhỉ? Còn toàn thịt. Nó còn từng đấy. À đây, thế mới đời, thế mới đau. Em mà còn nữa phải mua một đĩa. Nó còn từng đấy. Thế không làm tô rượu mặn nữa. Nông dán. Ôi giời, bác mua. Nó chỉ là hàng đều đều. Đấy. Thịt bụng nó làm. Còn mình mua không nói đấy, còn mình mua về thì mới là thịt ngon. Đã ngon thì nữa. Hôm nay là thịt chó rời ngày mưa gió, cả nhà là không có tiết canh nha cả nhà nha. Cô nó bảo hết rồi, hôm nay cán bộ nó được ngày nghỉ nạn ác lắm. Đông đi à? Cán bộ nhặt người, cán bộ quá. Úi giời, hôm nay thì chúng nó gọi là phải đặt lịch trước. Hai tầng gác trên, mày không biết đâu, nó còn gác trên nhà nữa. Gác trên tầng mới là đông. Về nhà Trần Trường cũng thế. Hôm nay chúng nó ăn. Ông ơi, làm cái nhỉ? Cái trạng tôi vui thôi anh em ạ, mình lại lên gặp ông cái nó vui lâu lắm rồi không gặp ông. Thịt chó chả rồi này, chơi cái đùi non này. Riêng riêng về xả trắng bọc ra. Mưa gió ăn thịt chó đúng là vẫn là đúng bản nhỉ, các cụ nói không sai. Sùng bao tử ăn rất ngon cả nhỉ, nắng gỏi mưa cày giòn. Chấm với lại muối hào thột. Ô thằng này ăn bún à? Vâng. Ô chú Khoa tinh vết là kiếm đâu miếng riềng tinh thế, riềng xả đủ ghê kìa. Ừ. Đưa cho ông. Ăn thì chó phải có này nhỉ chú Khoa, có này không? Vâng. Riềng xả ăn thêm. Cái giả xả riềng hôm nay mà đừng bỡ ông bắt cái canh nữa, ăn cái riềng này mới hợp. Cán bộ ăn hết rồi. Mình lại phải gói một miếng giống chú Khoa là view nữa này, lá mơ à, rau ngổ đó. Làm những thịt ba chỉ chó này đấy, ăn nó mới giòn ngon. Mọi hôm các dân đi ăn đến, mời đến nó ngứa hết. Thái ít nó còn ngơ còn chán, đợi còn lâu. Mời cả nhà nha, chấm với muối ớt. Mùa quả sung ngon lắm. Một thây khôn này cho hết vào đấy. Không ngọt à. Nó không cấu. Anh em tôi rất muốn nắm cho bác không thôi. Cái gì? Nắm xong cho bác không thôi. Không. Thường mọi người ăn nó cũng đặt trước rồi. Đặt chứ. Toàn bọn đặt trước. Ngày nay là thế thôi. Bán quán xá thì thế thôi. Bữa cháo của này là đậu cũng ngon. Ừ. Cũng lại phải làm những đậu thôi thật. Nha cả nhà. Đậu rán, cái bố chấm mắm tôm nhưng mà mình là chứ một canh. Vâng. Bác dưới chân một canh rồi. Chắc là gần quá nhiều tường đấy hả? Đấy, chúng ta cứ từ từ. Đấy, ngày xưa mà chia ra người dân thì chơi vào chung cư. Cả nhà những cái miếng thịt ngon như này. Bao nhiêu người, hơn bao nhiêu người, từ trong người tới đây này. Ở đâu? 56 người rồi. Ở đâu? Cái gì? Ở sao? Chung cư đâu thì cháy. Cháy nhà à? Ở Việt Nam này đâu? Ở Việt Nam, chỗ nào sao ta khuyên nhỉ? Cháy tầng. Cháy tầng gắn lại xì rào ngoài chạy vào mắt. Thì ô cửa sổ gắn cao lên nhảy xuống cũng chết. Ô cửa sổ là do tư nhân bảo vệ gia đình, cái hai xì nó can ra. Không mà đường bé cứu hỏa không vào được. Lúc 3-4 tầng quấn hai lần chăn bông gì đan thuốc vô tư chỉ đau một tí thôi. Như thế thì cả là quấn chăn bông gì thì vắt bố bẻ nước vào xong. Thế sinh ra cái nhà chung cư đấy, tự mình bảo vệ mình ấy là xì cái lồng cọp. Đấy, TV nó nói rồi, nó dạy là xì cái lồng cọp thật. Nhà mình bảo vệ con cháu mình thật, nhưng mà phải có cái chìa khóa, cái chìa khóa treo vào đấy. Phải có cái ô riêng chống cháy. Không, khi mở cái là khi mà chống cháy là mở cái chuồng ra là tự mình thoát thêm vào, cứu hỏa nó cũng đến nó nhanh. Nó cấp cứu mình cũng nhanh. Còn nhiều nhà cứ xì kín hết, đéo có khóa, bắt đầu người ta đến người cắt tiết ở nên lâu lắm.
đến làm sao được đi đấy. Có nghĩa là tự mình phải phòng thủ cái của mình trước, là mua dây thang nhắn xuống cái chân đấy. Đến ở chung cư là mình phải tự mình phải bảo vệ mình, mình phải mua tự mình phải mua cái đồ đấy riêng chứ chung cư nó không làm đấy. Giờ cái cửa sổ mình đang cao ở tầng 5 thì mua cái thang dây thật tầng từ tầng 5 thả xuống đất được đấy. Sau là xì xuống cọp để bảo vệ con cháu mình, khi là phải có cái chìa khóa để đấy khóa lại 10 tầng. Vâng đấy, phải 10 tầng 20 tầng người ta vẫn dậy gì nữa. Đấy, cái mỏng ấy bác ạ. Thế có thể trả hai bữa đấy. Hôm đấy là các miếng ấy ngon rồi, về sau mình phải thêm cũng cái chả quá. Hết rồi. Ôi, uống hết rồi, đừng ông uống ngọt không? Thường bụng dưới không? Không, nó một trong da là có không ạ? Vâng, có cả từ vú rồi lên cho đến do thể rút sườn là thỉnh thoảng mới gặp thôi. Vâng, là thỉnh thoảng mới gặp. Nó thẳng sườn xuống, ồ, hai miếng cho cắt nguyên cái miếng mỏng ấy, nó ba lớp mỏng nhưng mà lại chả quá. Vú cũng phải. Nó bảo là cái này chỉ luộc ăn thì ngon, chứ còn là nướng anh nướng là nó hao, nó quắt. Thế là mình ừ thế tàn lấy mẹ cái kia này, nó bảo là những cái loại nướng thì lấy lại hợp. Đấy. Hôm nào hôm đi ăn nướng ngon. Hôm đấy à? Hôm đấy toàn chả thì đấy, chả thịt không đấy. Hôm nào bác nướng để em mua. Cái đảo vai ngon cực. Nhưng mà da gặp hay không cái điều quan trọng ấy, nó như thế. Còn đấy, nướng là nướng như bọn tao nướng là thịt vai, thịt cổ. Nướng thịt nó phải chín rồi. Tốt. Quá thì cái đảo vai nó hôm xưa bóp và dìm nhả không nhỉ? Bữa ăn thì hôm nay cũng được. Nhưng mà gọn ở vị còn hôm nay bóp dìm nhả nướng ngon thế. Nướng kỹ thì hào lắm. Nướng như bọn này có một miếng yến thì còn có 2 cân. Hào lắm. Ăn như kiểu thịt cá các bếp. Ăn không ngon. Nhưng mà đấy cho nên nó khổ thế. Già hết chất rồi ăn. Mình nướng dừa cái thịt vẫn vừa ngọt rồi. Nói với ông có mấy mẹ con nhà này nói như thế, có ai như thế đâu. Chín tôi chín tới nước nó vẫn gì đấy, ăn ngọt, ăn ngọt, ngọt và thịt con cờ nướng bóc gì mẹ thì anh vô con cờ như cái cốc này ông này xiên ăn nó ngọt ngon, nhưng bọn này nó chê. Thế mới đau, mua đồ nhiều tiền nên nó không bằng cái đồ ít tiền, mua cái thịt chả không nó đang mấy ăn nó khô hơn quảnh. Thôi không phải ăn rẻ, ăn ngu. Đâu, nướng cháy ra xong rồi xé ra chấm than. Chấm than. Ngon, cái cổ rẻ. Cái gì cái nướng thì gì mà chín đâu. Nướng dưa hai củ hay ngon không? Hai củ đấy là 3 cân mấy? 3 cân 2. Để lúc đấy là mọi người chả cứ như là thịt chả mông. Đấy, mông á. Mông với vai, không ngon bằng vai. Cơ mà cũng đã tặng được rồi, không mỡ giống con nọ biển quay mấy tôm cứ bắt ăn ai mà ăn được. Đấy là thịt ba chỉ, ba chỉ loại dày. Đấy hôm nay ta định lấy loại mỏng đấy, nó mỏng dính như một phên đây này. Cả vú ở biết đấy, là ba chỉ mẹ mỏng ấy, định nó bảo thế này, nó bảo là cái này phải luộc ăn thì nó là ngọt. Nhưng mà anh mà nướng thì anh thấy loại dày dày này nó có mỡ hơn nữa là ngon. Ừ thế là đấy nó làm lại đấy. Thế là bỏ cái miếng đấy, cháu nó cắt bảo nó cắt vuông ngầm. Thế là bỏ lại miếng đấy. Thế là ăn uống của bọn này nếu mấy lần nếu ba chỉ cho nó cứ chê. Em mà mua thì bọn này không chê một chỗ nào hết. Cứ mua thì chả này không phải chả, nó phải không phải là chả như mông. Hết chiều mua này. Chiều đi làm rồi. Thì ngon nó cứ xuất đi đâu có tiền hơn bán cho ông nhiều. Ủa rồi, mình xuất. Bác bảo là năm hôm ra ngủ. Hoa Vân với con thôi, Hoa Vân với con. Nên đặt cũng có. Như cái này mấy hôm mình ra mua có mấy lần thì là ăn rụ. Hôm nay có cả rụ nữa. Mà ba chỉ rút xương hôm mua mình mua quay ra ba chỉ rút xương nữa. Đấy ba chỉ sụ đấy, ba chỉ tàn này đấy. Con. Nhưng mà miếng đấy nó dày mà còn miếng mỏng hơn nữa. Là bạn dưới. Ngon. Thế là. Có không ạ? Thôi chó ngon này, ăn mạnh nhé, thằng này ăn mạnh nhé. Bốc vác mạnh nhé, rồi ăn uống mạnh nào. Toán này là cốc nữa. Đấy nữa, từ đấy là đủ. Do hết là bác cự xuống, giống vào nhà là cứ vào. Đấy, mời cả nhà nhé. Ăn gì cả, bây giờ, rồi, cẩn thận thôi. Chó đi đùa đây ạ. Cái cổ nó ăn phải nát này, nát như nhà hàng này đấy. Phải ăn đấy. Mua cái áo bộ ấy mà. Đấy. 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 Đấy
Rách việc còn xe ô tô như đấy là ít ô tô còn nhiều nào. Cái chuyện này là chuyện nhỏ không ạ? Còn cái chuyện lớn của mình là đi tặng thưởng ô tô cái tức đấy. Mình bếp còn là... Cháu ăn mạnh như thế nào? Trong dương cái cao có cắt cao cổ cò thế là xe gì nhỉ? Đã xe nhìn vào đây bảo gì ấm. Bây giờ nó học cái ở trường nó thông báo thì em nó còn chuyện là anh bạn gái của anh đã thì chết. À, Luân mà năm đâu cái thằng bị đâm ấy. Định hỏi bà anh ơi tên bạn gái anh hay gì đấy. Ví dụ ra mồm nó nói cho ném tối hay mai lúc vào. Nó gì vào tao còn bảo tôi để. Chờ anh em mở trong đó nha. Và tình hình em. Nó lúc 6 giờ nó không đi đâu đâu. Chả đi đâu thì con đi đằng sau thế đi vào. Máu. Bạn gái nó tức giận bên đằng. Có thằng nó lộ ra rồi. Thằng nó rồi. Có thằng tốt nè. Mày mà cứ lấy vợ sớm mà quý có cái sao bỏ đấy. Hưng 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 bác bảo rơi rồi. Bác không ăn được. Nhớ không? Thằng nào dốt là phải để tớ thằng nó học rồi. Đúng rồi. Ô đúng rồi, thằng nào dốt là để tớ rồi. Đi nào mà như nó bục cái mặt nó học giỏi cái nó làm nhàn nó nương cao. Đấy đời nó hơn nhà mới như thế. Nào, uống anh em mình lại lên cái cho mát mẻ cho người nhỉ. Mời ông nhé. Ô chỗ khoa đâu không ạ? Chắc ăn bún. Bún em no. Ui giời ăn đi mưa gió này, hôm nay ai làm gì nữa đâu. Lúc sáng ăn cơm xong bắt tôi mà gọi mới ăn. Ăn đi. Kiêng đấy bác. Không kiêng đâu. Nhưng mà cứ một chồng này nó bảo xuống. Chứ mà nó hơn cháu thịt. Từ từ đấy, ngồi đây đã. Xây chỗ ông nhé. Là đường thì cái người mời cả nhà nhé. Con người có cái ngọc cái xương cơm. Tôi đã đứng với xương chó rồi ạ. Xương chó này thì các thứ khác rồi. Chó này gặm xương chó này chết rồi. Sống mỗi là cơm thì cơm nữa thì cơm đang ba bát. Thế bảo bác sĩ bảo cái cơm để tôi chết à? Không, nói chung là chú Khoa tất nhiên. Cứ cơm đánh đại đất là cái đồ thì chung để mình nghe ngóng là kia cơm có miếng cơm này thằng kia thì chỉ có uống nước nã mà chết này mà sống nhiều bách lắm nhiều bách bông kiểm lắm. Cháu nói ông này khi mà mình làm sao rồi thì lúc ấy xuống bác sĩ người ta bảo là ông à thiếu cái chất nọ này thiếu chất kia này lúc ấy về nộp hàng rổ cho uống à tình hoàng thoáng thì đấy được sao mà tiểu đường là lúc nào cũng tháo được tiểu đường bệnh tiểu đường chứ còn ăn uống hay tụt đường theo cơ địa cái bệnh bông ngừa ta thì đấy tháo thì hơn đấy như anh em mình ăn cái canh đồng lợn quanh năm ngày tháng tiểu đường có sao đâu chứ có người ta không ăn cái gì người ta vẫn cứ bị gút tiểu đường cái kia thì cái kiêng góc nào là góc hai nữa là mình ăn mình đi lao động nó như khó đấy tiêu hóa hết ngày. Giả dụ như anh em uống một cốc rượu rồi tí đi làm mà đổ mồ hôi nước mắt ra thở mồm chanh mồm thở rượu ở đâu nữa. Ông công nhận ông giống như ngày xưa đi làm Hồ Tây ấy nhỉ. Các bố uống quát còn rượu. Lên nặng xuống 2-3 mét nước thổi bùng lên cá còn chết. Đấy là thì bệnh này phải kiêng những cái này. Như mình là con người bằng thật đang lao động hay đang gì. Nếu mình như muốn ăn cái gì, chú ở nhà chơi thôi. Nó lại không sao. Thì là chú phải kiêng đúng. Như chú đi lao động mồm chanh mồm thở. Uống một cốc cái xô rượu ra cái xúc 3 cái vữa đảo qua. Cái gối vữa có mà rượu đâu trong người nữa, mồ hôi nó ra mồm chanh mồm thở còn cái gì nữa đâu. Thế mà đói mà là về ăn kiêng. Mình ăn 5 bát cơm mình ăn 3 thôi. 8 thì thế là được. Kiêng đấy là dành cho những người nhà giàu, người ta có điều kiện, người ta ăn đồ chơi nên người ta buộc phải kiêng. Người ta không vận động được, người ta ăn rồi người ta chỉ đi tập thể dục thôi. Tại sao người ta đi tập thể dục? Tại vì người ta không làm cái gì, người ta buộc phải đi tập thể dục để cho tiêu hao. Còn như anh em mình tí ra kia đánh nhòm mắt này này. Đảo 4 bôi vữa đánh bốc hàng mấy trăm bao xi chẳng hạn. Hoặc là đi kéo như hai thằng này ăn quả phà xong tí ra kia vớt bèo vớt hết cho cá kéo cứ vầm thế còn cái gì nữa. Đấy, lao động là cái khỏe quá nó thở ra hết. Còn cái đi tập thể dục là những người dành cho người nhà người ta có điều kiện, những người ta không có làm cái gì buộc ăn rồi người ta phải đi tập thể dục cho tiêu hóa để vận động cho khỏe. Nên bây giờ dân mình chả có tu tướng này kia nó tỏm nó làm gì nó phải đi chả phải đi tập. Như mình như tô đấy mẹ vận động đến trưa còn cái gì bèo ra cầm 3 cái máy chuyển 4 cái máy cho uống dầu uống mỡ là bao giờ hết cũng u rồi đói meo bụng rồi chưa đến 10 giờ bụng dạ đói nhăn ra mà nhìn thấy bị cài hết tổ chức cho chân đỉ cái mà là mặt nhăn ra tháng không
Ui mải chuyện quá cả nhà. Anh em ông con này cứ mải chuyện. Video hôm nay cả nhà này, hôm nay trời mưa gió nên là xuống nhà chú tôi này, hôm nay có sếp tổng xuống chơi nữa, mình với ông sếp tổng xuống chơi thăm trang trại nhà cô chú nó, nên là lại làm một tí thịt chó này dai cả nhà. Ngày mưa gió này video có thời lượng nha, hẹn cả nhà sau anh nhỉ. Mải chuyện quá cơ. Chào anh nhá. Chào cả nhà nhá.